Kassante, vâng, một giây tôi lại thoáng quên mất tên của vị tướng này. Kassante ở trong bên phía đội hình của Quang Đông Freaks thì đội hình cũng đã khá là rõ ràng rồi. Talia nằm trong tay của Bulldog và Bull cùng với cả Quantum sẽ là cặp đôi Draven cùng với cả Nico ở khu vực đường dưới, với Jax là người vị tướng đi rừng trong tay của Kuss. Một sự lựa chọn phần nào đó có thể gọi là thú vị, nhưng mà để coi Kuss ở trong ván thi đấu này với con tướng Jax của anh ta thì liệu rằng anh ta có can thiệp được sớm ở những khu vực đường hay không, khi mà chúng ta đang thấy rằng cái mức độ nóng bỏng tương đối là cao. Nhưng mà ngày hôm nay Hirai cùng với cả CV Max lại nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Đấy là một cái tín hiệu cực kỳ là tích cực khi mà chúng ta chuẩn bị bước tới cặp BO3 này. Bên phía DK, huấn luyện viên Zephyr ấy là anh ấy hay đi vào là anh ấy cúi gằm mặt xuống đất, anh ấy đi vào luôn ấy. Anh ấy không hay có những cái cuộc chia sẻ lắm đâu. Nhưng mà ngày hôm nay đây rồi, thưa các bạn ra, chúng ta sẽ chuẩn bị tới một cặp BO3 vô cùng hấp dẫn. Vậy là hôm nay tôi cũng vui, hôm nay tôi nhắn tin với Cross, Cross trả lời tôi nồng nhiệt lắm, nến đông hơn, nó đồng điệu cùng với lại cái màn trao đổi vừa rồi của hai huấn luyện viên đúng không? Nói chung là tín hiệu của vũ trụ mà chúng ta đang chờ đợi ván thi đấu đầu tiên của cặp trận ngày hôm nay sẽ cực kỳ sôi động và rất vui đến từ bên phía của KDF và KT Roster. Và PL6 cùng với cả BD chuẩn bị đang rủ nhau làm cho mình một chuyến du lịch xuống khu vực Hang Rồng, nơi mà có sự xuất hiện của Curse ở đây. Đường dưới cũng đang bị áp lực tương đối là nhiều. Liệu rằng là bên phía của KT họ sẽ từ từ ở khu vực trên, giao tranh nổ ra, Dudu bị sấy đau quá và điểm chiến công đầu dành cho Perfect. Sau đó là PL6 đang tấn công vào khu vực Hang Rồng, chiêu cuối của Bulldog được tung ra để có thể bảo kê được cái chân đi rừng của mình. Và Curse cùng với cả Bull đang tấn công tiếp vào con rồng này, nhưng mà đây là một tình huống bùng nổ sức mạnh. Curse chỉ còn khoảng tầm 100 HP và anh ta về được với an toàn. Anh ta sẽ phải bấm biến về trong pha này và con rồng mất rồi. Rồng trước đó Kết đã mất rất nhiều thời gian để có thể tấn công, nhưng anh ta không phải là người sở hữu 4B vừa rồi của BD suýt cho Kết suýt phải là bại điểm số. Và rất may mắn là cái lần về nhà đầu tiên của BD là một cái giày khai sáng chứ không phải là những cái mảnh thành phần để hướng tới sức mạnh phép thuật. Perfect có một tình huống solo kill khu vực đường trên, và lần này anh ta đang có ý định can thiệp ra khu vực giữa. Tốc biến của anh ta có chủ động, tốc biến xảy quá nhiệt, đánh tay thêm nữa, áp lực rất nhiều đến từ bên phía của Perfect. Và BD có được một điểm hạ gục. Còn chúng ta sẽ cùng phải chờ xem rằng là cái câu trả lời của bên phía Quang Đông Freak sẽ là như thế nào. Họ đang dần di chuyển ra khu vực hang rồng, nhưng mà rồng đang được ăn rồi, chắc bỏ rồi. Trước đó thì Perfect cũng đã biến mất trên bản đồ, và phần nào đó cũng đã gây ra được một cái lượng áp lực gián tiếp dành cho phía của KT Royster. Curse cũng không đủ vào vị trí để có thể tấn công vào khu vực hang rồng, tốc độ ăn rồng vẫn kịp để thuộc về cho bên phía của KT Royster, và Perfect vẫn có được khoảng thời gian trống để có thể quay ngược trở lại khu vực đường trên đón nhận cái đợt lính đó. Bull đang có một khoảng thời gian rảnh rất là nhiều, anh ta đang có được cho mình chỉ số lính rất là tuyệt vời. Nhưng mà khoan đã, pha này Perfect dần lên cao là sẽ bị Curse đu vào. Curse bắt đầu bung ra cú làm choáng, bắt đầu lao vào rồi. Bây giờ là PL6 tới tốc biến tả ra mưa tên lửa và bắt đầu đang xây rất đau vào người của Dudu. Dudu nằm lại và có sự hiện của hai người trên đường giữa, bùng nổ sức mạnh được bung ra. Curse bị tấn công, quăng địa chấn của Bulldog để hỗ trợ cho người chơi đi rừng của mình có thể về nhà an toàn, và KT tiếp tục giành lợi thế. Jax của Curse chưa có được cho mình ra tâm hợp kiếm, ngưỡng sức mạnh của ta đang hơi yếu để có thể tấn công vào người Perfect. Và ngay lập tức có Bill hỗ trợ cho Perfect ở trong tình huống đó, phản công ngược trở lại. Hai người trên đường giữa cũng đầu tư luôn cho mình đã dịch chuyển trong tình huống giao tranh ở khu vực đường trên. Nhưng cả hai về được R flash tốt đến từ bên phía của Biro, có pha nổ hoa. Bull chủ động tốc biến ra phía sau, có định mệnh vậy gọi đến từ Dev, anh ta chủ động tiếp cận. Cái pha lướt ra vừa rồi của Biro không trúng nhưng vẫn có điểm hạ gục dành cho bên phía của Dev. Giật dây vò làm chậm, lính đã ra, và pha đó thì Quantum có thể rút về được. Và bây giờ thì bên phía KT Roster họ tự tin được rằng là cả ba khu vực đường của mình đều đã giành chiến thắng rồi. Đồng ý, một tình huống giao tranh ở khu vực đường dưới nó khiến cho Bull không được rút tiền, thậm chí là mất đi luôn cho mình đó những nội tại ngưỡng bộ Raven nữa cơ. Cánh trên thì vẫn có lợi thế dành cho bên phía của KT Roster. Ván thi đấu đầu tiên được đánh cực kỳ tốt và chắc chắn. Còn đây là một pha combo cực kỳ quen thuộc của Nautilus với cái màn trình diễn của các cơ chế hỗ trợ tại LCK ở thời điểm hiện tại. Cái cú định mệnh vẫy gọi này thì không đẹp lắm, nhưng mà Bull anh ta vẫn phải nằm lại. Điểm hạ gục vẫn được dành cho Apaka Dev. Còn trong khi đó thì cái bối cảnh khu vực cánh trên, em Hảo Perfect đang có một ván đấu phải nói là cực kỳ hoàn hảo với một KD tốt. Khả năng farm lính cũng đang xem cùng với lại thời gian 149, KD rất đẹp. Bắt đang kẻ yếu đứng gần trên tầm nhìn như thế này thì hơi khó cho Quantum rồi. Trúng một cái chiêu cuối đến từ bên phía của BD và dứt điểm dành cho BSX. Và ngay lập tức là lấy về thêm những điểm hạ gục. Bây giờ cái khoảng cách về lượng tiền nó đang khoảng tầm 3.500 rồi. Và PL6, ok, anh ta có bằng lái trong cái pha này. Hook tấn công vào cái trụ một khu vực đường giữa và chắc chắn sẽ là công trình dành cho phía KT Roster. Nhưng họ đang muốn nhiều hơn thế, họ đang bắt đầu đẩy vào thêm. Mưa tên lửa giải ra rất là đau. Bull mất gần nửa cây, Quantum là đi luôn. Trời ơi, ăn hai cái lao điện, ăn thêm một cái sẩy trong vòng 1 giây.
Quan Tâm đã phải lên bảng điểm số. Tiếp tục là tình huống lái xí giả của Biro. Anh ta hút trúng trụ. Lần này thì không bị lệch red nữa. Hút phát nào là trúng phát đó đến từ hỗ trợ bên phía KT Roster. Một tình huống macro mà lấy được 3 trụ ở đường giữa. Lượng kinh tế vượt trội hoàn toàn trong một khoảng thời gian thoáng chốc dành cho phía của KT. Ồ, nhưng mà đột nhiên Quan Ông Fricks họ bay biến hết toàn bộ cái thế trận rồi. Mọi thứ nó thật sự đang là tan vỡ dành cho bên phía của Quang Đông Freak rồi. Bây giờ Kurt đang bị tấn công. Pilsic vòng ra được phía sau rồi. Kurt đã bị phát hiện. Đi đâu đây Kurt? Tốc biến còn. Làm choáng thành công được một người đó chính là Def. Phải có Bulldog tới để bảo kê. Nhưng mà có khi Bulldog nằm luôn á. Bulldog cẩn thận. Dính thì lỗi tầm nhiệt rồi. Đang bị dí theo. Quan Tâm di chuyển tới. Quan Tâm bị trói chân lại. Bull đang ở ngay phía sau. Bull đang cố gắng ném dìu. Nhưng ném không có nổi bởi vì Quan Tâm đã phải nằm xuống rồi. Dịch chuyển trở lại tới từ Dudu. Nhưng mà Dudu mà xuống đây thì ai sẽ là người giữ trụ đây? Một tình huống hất tung về bằng quăng địa chấn mạng dành cho Dudu. Người nằm xuống đó chính là Pilsic. KT Roster họ đang phải ôm nhau lùi về. Họ sẽ lùi về được trong cái pha này. Dudu vẫn đang muốn tiến lên. Dudu chưa quấy quét tạt yếu tốt và lại có mạng dành cho Dev. Dev quay qua bắn vào người của Bull. Bull đang cố gắng ném dìu. Bull ném dìu tốt mạng dành cho Bull, nhưng sau đó Bull đã phải trả giá với điểm hạ gục dành cho BD. Cái tốc độ đánh của Dev chưa phải là quá cao, vậy nên là vẫn bị Bull hạ gục, nhưng mà sau đó thì vẫn còn BD. Nhưng bây giờ lại là giao tranh ở khu vực hàng rồng. Chúng ta sẽ có bản đồ liên quân xuống đất trong trận đấu này. Mưa tên lửa trải ra rất là đau. Bull đang là người bị đốt khoảng tầm 1/3 cây máu. Và ôi perfect tốc biến lên sấy. Bull kỳ này e là hơi khó về rồi. Perfect anh ta vẫn còn đang sống. Dev đã có điểm hạ gục. Curse là người nằm xuống. Dudu đang phải cố gắng che chắn. Q3 không tiếp tục được ai cả. Bên phía của Quan Ông Fricks họ đang phải lùi về, nhưng họ đang bị Perfect đứng che bên phía bên này. Những cái cú lao móc điện rất là đau tới từ Perfect và dòng ba cho KT Roster là cái chắc rồi. Họ có thể dồn tất cả mọi thứ vào người của Dev, nhưng họ sẽ bỏ quên BD và họ sẽ bỏ quên Perfect. Đây như thế này chẳng hạn. Và Dev tốc biến bỏ chạy, anh ta về được với an toàn rồi. Bị dính quan địa chấn không, vẫn bị dính nhưng không sao cả. Và bây giờ là BD tới đó, đã thấy chưa? Một cú quét tan khỏe yếu và gần như là trắng cây máu tới từ BD. Và bây giờ là Dudu chắc chắn sẽ phải nằm lại trong cái pha này rồi. Chiêu cuối có thì chắc cũng không cần phải dùng tới đâu. Và anh ta vẫn cố gắng dùng để có thể tìm đường bỏ chạy, nhưng bị một cú giày vò và tiễn anh ta lên bảng điểm số. Điểm hạ gục dành cho Dev 4 mạng dành cho bên phía KT Roster cộng thêm con Baron. Wow, như vậy là đúng với một tình huống bảng vừa rồi của bạn fan KT King of Fighter với các thành viên của phía KT Roster King of Teamfight chứ nhờ, xin lỗi các bạn. KT Roster họ đang tìm đường để có thể đẩy vào. Họ đang muốn câu kéo thời gian một chút. Mưa tên lửa giải ra cũng tương đối là đẹp đó, khiến cho Bull đang bị khép góc ra khỏi giao tranh bên phía này. Dev bị tấn công. Dev anh ta sẽ nằm lại trong cái pha này. Nhưng bên phía của Quan Ông Vích họ đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên chỉ để hạ gục Dev rồi. Móc mỏ neo vào người của Quan Tâm. Quan Tâm sẽ nằm lại trong pha này là cái chắc mạng dành cho Pilsic. Tràn lên tiếp. Đã có mạng dành cho Perfect. Perfect đang xây rất là đau bên phía bên này. Bulldog cũng bị cả BD solo. Và đó là BD đã phải nằm xuống. Trong khi đó Dudu anh ta đã bị lùa ra khỏi khu vực giao tranh. Còn bên phía bên này thì Bull nó cũng không còn nhiều máu nữa rồi. Bull lợi Baron vẫn đang còn bên phía của KT Roster. Họ sẽ đẩy vào ở cái nhịp này. Với một tình huống giao tranh quan trọng không kém, là chúng ta hãy cùng hướng tới con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này. Họ cần phải làm nhanh bởi vì họ đang bị áp lực đến từ những đợt lính siêu cấp đang được đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Bên phía của KT Roster thì họ không có dịch chuyển, nhưng mà có giao tranh thì họ phải buộc phải làm thôi. Mưa tên lửa giải ra rất là đẹp và Quan Tâm kỳ này không về nổi rồi. Sau đó Bull cũng đang bị khép góc ra khỏi giao tranh. Cú chiêu cuối của Bull được tung ra, không có mạng tới từ Perfect. Perfect vẫn còn đang sống, Perfect đang cố gắng bỏ chạy, Perfect cuối cùng cũng đã nằm rồi. Nhưng rồng dành cho KT, họ đang tìm đường để có thể tràn lên tấn công. Pilsic lao thẳng vào, người được chọn là chiếc Dudu. Sau đó là thủy lôi vào đầu của Bull. Bull đang bị khép bóng ra khỏi giao tranh rất là xa, anh ta vẫn đang bị dí theo. Và Bull nằm lại trong pha này, mạng dành cho Barrel. Tiếp đó là Dudu, anh ta không thể làm mà chịu nổi. Có định mệnh vẫy gọi, hất tung được Curse lên, Curse nằm xuống. Chỉ còn một người duy nhất còn lại trên bản đồ bên phía Quang Đông Brick, đó chính là Bulldog. Rất là khó để cho hai thành viên này của bên phía Quan Ông Fricks họ có thể tiếp cận vào khả năng giao tranh. Bull cũng tương tự là như vậy. Đầu tiên là bị Pilsic la vào dí, sau đó là dính cái chỉ lôi tầm nhiệt không làm gì được cả. Và đây một tình huống mà ôi đi hơi lạc tới từ Perfect, nhưng mưa tên lửa vẫn đang được giải ra chưa đây. Mưa tên lửa giải ra không thực sự quá là đẹp. Perfect đã nằm xuống rồi. Dev đang nỗ lực để có thể bắn. Dev đang bắn rất là nỗ lực. Anh ta cuối cùng đã nhảy qua kia vào tường. Anh ta đã giật giá thành công một người rồi. Bên phía bên này Dudu đã mất rất là nhiều máu. Quan Tâm đang phải bảo kê cho đồng đội mình có thể đi về được. Bulldog cũng như là Bull cũng tương tự là như vậy. Và phần còn lại thì như anh Long đã chia sẻ, với sức mạnh đến từ linh hồn đồng đức thì bên phía của KT Roster vẫn lấy 4 đánh 5 được và vẫn có cơ hội để có thể phản công trong tình huống tốc biến ma thuật này đến từ bên phía của Vero. Chủ động tìm đến Dudu. Dudu đang có khô máu, sẽ bế ai đây? Bế một người qua phía bên kia, đó chính là Pilsic. Và đoàn huy hình đến từ bên phía của KT Roster cảm giác đánh giao tranh không được nữa, họ đang tìm cách để có thể rút lui. Ôi không, quyết định là can trường liên hoàn tâm kích lao vào và tấn công dứt điểm Dudu. Đó là Dudu chủ động đến tìm Dudu và gặt hái được thành quả của Pilsic. Tiếp tục là can trường liên hoàn tâm kích hiệu tạo hiệu công chế, gây ra một cái lượng sát thương lớn để có thể tấn công tiêu diệt được Quantum. KT Roster
Đúng là một cái đoàn tàu lượn siêu tốc thật. Có thể lần này họ không đi xuống, nhưng mà họ quan trọng là đi chậm hay đi nhanh mà thôi. Và khi mà họ đang đi chậm, họ bất ngờ thay đổi tốc độ và họ lao thẳng lên kiếm các thành viên bên phía của Hoàng Freaks. Nhưng bây giờ là không cần nữa rồi. Nhà chính đã chờ chọi và sẽ là 1-0 dành cho KT Roster. Họ có thể sẽ muốn farm thêm một chút KDA nữa. Đép có cho mình điểm vào gục quyết tâm kiếu lại dính nhiều người. Sau đó là tới lượt Pilsic. Bây giờ là thêm một mạng nữa dành cho Đép. Vừa là tàu lượn mà cũng vừa là xe đua nữa. Với hòn đá tảng Ramos sẽ được xuất hiện ở trong trận đấu này thưa các bạn. Lần thứ hai rồi đúng không nào? Ở trong cái kỷ niệm 11 năm thi đấu chuyên nghiệp của Dep thì Bielsic cũng đã sử dụng cho mình Ramos. Và đó là một chiến thắng dành cho bên phía của KT Roster. Để coi đội hình hai xạ thủ đến từ bên phía của KDF có vận hành tốt ở trong cái ván thi đấu này không đây. Cặp đôi mít rừng của họ rất khỏe ở thời cấp độ 6. Nhưng trước khi cấp độ 6 thì có thể thấy như là cái sát thương đến từ Vi thì nó cũng không vượt trội bằng những mẫu chiếc tướng như là Rail. Phía bên kia thì Ramos có thể bỏ farm một con Ramos vòng rừng 3 bãi. Biết đâu đấy sẽ được thêm cái phép trợ tốc hành dành cho bên phía của Bielsic nữa để có thể tạo ra được nhiều đột biến hơn. Và sự đột biến cần phải có để có thể đối đầu cùng với lại Caitlyn và Ash được sở hữu đến từ bên phía của KDF. Vâng, thưa các bạn, giờ tụi mình chúng ta sẽ cùng nhau tới với ván thi đấu thứ hai trong cặp bình ba giữa KDF và KT Roster. Trận đấu ở trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt với bản quyền thuộc về Boxsport. Và ngay ở những cái phút đầu tiên, những giây đầu tiên của trận đấu này thì Quang Long Freaks họ đang tiến sang và xâm lăng vào phần rừng bồi xanh của nhà KT Roster rồi. Pilsic phản ứng rất nhạy bén cũng tiến sang và cắm một con mắt ở trong phần rừng nhà bồi xanh của đối phương. Đấy, đảm bảo rồi, LCK mà B1 thì có thể bên phía của KT Roster là đầu bảng rồi không? Bước sang ván thi đấu thứ hai là một vài những cái áp lực thua đường đã được thực hiện. Và ván thi đấu này thì áp lực hai xạ thủ cũng tương đối là lớn nha. Liệu rằng có điều gì đột biến đến từ bên phía của Bielsic ở trong tình huống lăn quả cầu của mình? Ok, ok, và ok, lao thẳng vào, Bielsic chọn nạn nhân, đó chính là Bun. Bun đã phải nằm xuống rồi. Nhưng bây giờ Dev đã bị tấn công, Dev đang mất rất là nhiều máu, Dev phải nằm lại mạng dành cho Curse. Sau đó Curse lao vào đấm Bielsic tiếp, Bielsic đang phải bỏ chạy với rất thấp máu, bị làm chậm thủy ngục tốt tới từ Barrow. Và vẫn là ok dành cho KT Roster. Anh ta đúng là cầm cho mình cái tốc hành thật, thêm cả cái tốc độ được cộng thêm từ Nami nữa thì khả năng tiếp cận sẽ là rất là nhanh. Và Bielsic đang chờ một pha để có thể lao vào và bắt đầu gọi quả cầu tốc độ. Dính ngay một cú đại bằng tiễn và Pilsic đang bị tấn công ngược trở lại. Sát thương nhồi vào cũng là tương đối nhiều nhưng Pilsic chống chịu khá tốt. Con tầm vẫn đang muốn dí lên và không dí được thêm nữa rồi. Khoảng thời gian trống vừa qua thì chúng ta đang có được cho mình đâu. Còn đồng nguyên tố đang được ăn đến từ bên phía của Curse. Và Dev vẫn tiếp tục lăn cầu xuống vực tầng dưới. Có luôn cho mình đang chiêu cúi khiêm khích vào người của Bull. Có sóng thần, Bull né được nhưng sát thương đến từ Dev là không đủ. Dev còn không tẩy nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Bị đi quăng địa chấn trúng vào người của Quantum. Tiễn chơi Quantum lên bảng điểm số. Kết can thiệp, đấm chết được vào người của Bielsic. Một tình huống lướt phi hồ đợt cuối đến từ bên phía của Bulldog để có thể điều cầu tấn công vào người của Biro. Quăng địa chấn lần này của Bini chuẩn xác. Tốc biến của Kết nó không giải quyết được vấn đề. Có hôn gió nhưng Biro vẫn sống với cú hồi máu của anh ta. Và anh ta vẫn đang còn tốc biến. Bini tiếp tục có được điểm hạ gục thứ 3 của anh ta trong cái bản thi đấu này. Ui, Bini đã gỡ gạc lại được toàn bộ những cái sự lỗ của bên phía KT Roster trong cái pha vừa rồi. Họ bị mất đi xạ thủ, họ bị giữ chân người chơi đi dừng lại. Nhưng Bini vẫn lừng lững đứng đó với liên tiếp những cú phi thạch thật sự rất là đau đớn với rất nhiều sát thương. Chúng ta sẽ cùng nhau xem kỹ lại chuyện gì đã xảy ra trong cái pha này. Ôi rồi, tưởng chừng bấm biến về rồi, vậy mà Pilsic vẫn quyết định quay trở lại với cú chiêu cuối băng thẳng vào và bắt được Bùn, sát thương nhồi vào tương đối tốt. Cái cú thanh trừng hơi đáng tiếc là nó bị lính che đi một chút. Và bây giờ Bini, anh ta sẽ phải trả giá. Tốc biến từ Bini, Quantum vẫn đang dí theo. Quantum bị quăng gạch và vẫn có mạng dành cho Bini. Dev đang bị tấn công ở khu vực đường giữa nhưng có Barrow ở đây bảo kê. Đồng ý, và trong bối cảnh là hai xạ thủ đến từ bên phía của KDF cũng đã hết cho mình đó là phép bổ trợ rồi. Với cú tốc biến vừa rồi mới được tung ra đến từ Bull, thanh tẩy không có của cả Bull lẫn bên phía của Quantum nữa. Thì một tình huống game không chế, Dev chủ động lướt lên, sấy thanh trừng, tương đối là chất lượng, né luôn cho mình đó là một tình huống bắn nguy. Một kết thủy ngục tốt của bên phía Miro nhưng sát thương đủ hay không đây, một hit nữa mà thôi. Kết vẫn đang rút về với 100 máu, chủ động tốc biến dứt điểm tốt đến từ bên phía của Dev. Và Miro cũng đã bị hạ gục.
Đó là một pha đổi mạng, nhưng bây giờ là BD tới chơi. BD quăng điện chấn không trúng một người ai cả, bởi vì Bun đã lướt về với cú lưới 90. BD cũng bị cấu máu ngược trở lại, nhưng bên phía của Katie Roster họ đang muốn tấn công vào cái trụ khu vực đứng giữa, nhưng Bulldog sẽ có thể trả ngược trở lại bằng cái trụ khu vực đứng dưới. Trước đó chúng ta hãy cùng xem lại tình huống giao tranh rất dài hơi ở khu vực đứng giữa, mà những nỗ lực đến từ bên phía của BD nó giúp cho bản thân của anh ta có rất nhiều điểm hạ gục ở trong tình huống này. Cái sát thương theo thời gian của BD cơ, phi thạch trúng hết, cục đá lẫn cục nhỏ đều trúng vào các thành viên của phía đối phương. Tuy nhiên thì anh ta cũng bị hạ gục ở trong tình huống phản công dành cho bên phía của KDF với sự có mặt đến từ bên phía của Quantum. Một cái sát thương mà BD trả ngược trở lại với người Bulldog đau thật sự. Xong rồi chính BD cũng trả được một cái nguồn sát thương quá lớn vào người của Quantum, để Quantum phải nằm lại trong cái pha này nữa. Xử lý đang rất uy tín với Talia trong tay của BD, và vẫn đang cùng với cả Piosic đang là hai trong số những người chơi cầm được cái lượng tài nguyên kha khá của việc Katie Roster. Cái quan trọng là họ sẽ có thể triển khai thành những cái điều gì với chỉ có một mạng dành cho Dev. Dev đang chưa thực sự có được cái nguồn tâm tính sức mạnh tốt cho lắm ở đường giữa. Tôi xong rồi, đang định nói tới Dev thì Barrow trong một cái nỗ lực để có thể che chắn cho Dev, Barrow đã phải nằm lại. Curse sẽ là người lái cho mình chiếc ô tô này vào cái trụ một khu vực đường giữa, anh ta lái thành công. Thậm chí là sử dụng chiêu cuối khiêu khích vào người của Quantum đến từ bên phía của Bixit, mở đúp bình lên tạo ra một cái lượng giáp mà có thêm một ít cái giáp phản nữa, nhưng mà lượng sát thương trả ngược trở lại từ hàng tuyến xa của bên phía KDF cũng tương đối là chất lượng. Và thi đấu đó thì BD cũng đã đầu tư một phép bổ trợ dịch chuyển khá là sớm nha. Chúng ta dịch chuyển vào trụ 2 với ý định sẽ tạo ra tình huống đột biến, nhưng không có bất kỳ cái điểm hạ gục nào đáp trả dành cho phía của KT Roster. Và bây giờ chuẩn bị đã có cho mình con rồng thứ hai của trận đấu này xuất hiện rồi. Bên phía của KT Roster họ đang kéo người ra. Piosic biết được rằng là Bulldog với cả Curse đang ở đây. Piosic lao thẳng lên, né được quả cầu ma thuật, dí vào người Bulldog là cái chắc rồi. Mặc dù hôn gió chính xác, nhưng rất nhiều sát thương nhồi vào, cộng kèm với đó là cú thủy ngục tốt tới từ Barrow nữa. Mạng thứ hai dành cho xạ thủ Dev. Một khoảng trống Bulldog chưa hồi lại cho mình đã phi hồi, thì anh ta trở thành cái mục tiêu bị tấn công đến từ 4 thành viên của phía KT Roster, nhưng rất nhanh chóng được có thể đáp trả bằng một công trình khu vực giữa với một cái sức đẩy cũng tương đối là mạnh dành cho bên phía của Bull. Rồi, rồng nguyên tố đã được xuất hiện rồi, và đó là mục tiêu mà bên phía của Bixit bắt đầu lăn vào và chuẩn bị tấn công. Có một con mắt được cắm ra phía sau, và liệu rằng có tình huống dịch chuyển nào đến từ cho cả Bulldog hay không đây? Bulldog chuẩn bị hồi sinh rồi, và gần như chắc chắn anh ta sẽ dịch chuyển bên phía của Quantum Freaks. Họ đang muốn giao tranh ở khu vực hàng rồng này. Thanh trường được bắn ra, nạn nhân chính là Bulldog. Ôi, đúng là rồng, bên phía của Curse. Quantum Freaks ăn được rồng. BD gặp nguy hiểm rồi, BD bị dính tất cả mọi thứ anh ta có thể dính, và BD đã nằm lại. KT Roster họ đang phải ôm nhau bỏ chạy. Piosic dùng chiêu cuối để có thể bỏ chạy, vẫn đang bị dí theo. Một chấm nữa thôi là Piosic nằm, nhưng Piosic sẽ sống trong cái pha này. Bên phía bên này thì Dev đang nỗ lực để có thể xả sát thương. Sát thương chưa phải là quá nhiều, nhưng đó là Quantum Freaks, họ tiếp tục giao tranh tốt. Và ôi, Curse anh ta đã mất cho mình cú quy rồi, đang bị tấn công, đang bị đánh rất đau, né được cú thủy ngục. Hôn gió tung ra tới từ Bulldog để ngăn chặn đường đi tới từ Perfect, và không có gì xảy ra nữa cả. Quantum Freaks họ hài lòng. Để coi có thể làm được điều đó hay không đây. Nãy giờ Dev cũng đang rất là nỗ lực nha. Chúng ta đang thấy rằng những tình huống chủ động lướt lên cao, tận dụng một cái đại bác liên thanh để có thể cấu rỉa máu cũng là một cái phương án tốt. Bixit thì bây giờ đang chơi xoay quanh ở khu vực giữa đập 7 rồi. Sát thương tương đối là nhiều, trúng luôn cho mình đã hôn gió. Bixit lần này có chiêu cuối, sử dụng chiêu cuối rút về hàng tuyến sau và cô lập mục tiêu, đó chính là Curse. Curse đang bị gây sát thương, anh ta nhấp một nhịp kích hoạt được cây giáo thiên ly thì phải và tạm thời lùi ra, chủ động tốc biến lên cắm một con mắt tím và dứt điểm tốt đến từ bên phía của Dev. Liệu rằng có multi kill hay không đây? Chỉ có một điểm hạ gục mà thôi, chia cho Barrow một điểm hạ gục ở trong tình huống vừa rồi. Ô thế hóa ra là vẫn ok à? Tất cả mọi thứ nhồi vào Piosic mà anh ấy vẫn sống, anh ấy vẫn về được, thậm chí rằng là anh ấy vẫn còn mở ra cái cơ hội giao tranh dành cho bên phía KT Roster trong cái pha vừa rồi. Khi mà Piosic dùng cho mình cái cú R về, anh ta đã kéo theo người chơi đi rừng bên phía Quantum Freaks. Và bây giờ bên phía của KT Roster họ đang muốn đi tìm kiếm Dudu, dịch chuyển xuống tới từ BD, cũng có dịch chuyển tới từ Bulldog. Người chơi đường giữa nào sẽ làm tốt hơn đây? Quang điện chấn tung ra không tốt, BD đang bị dính sát thương rất đau. Nhưng bây giờ là Dev tới cùng với cả Barrow cũng đang tới. Bulldog lao thẳng vào, hôn gió hụt rồi, nhưng BD vẫn phải nằm xuống. Bulldog đang phải nỗ lực bỏ chạy, nhưng Piosic dí theo với quả cầu tốc độ. Và hai mạng dành cho KT Roster. Khả năng hồi phục từ Kassate không phải là quá tốt, nhưng đây là điều chúng ta muốn nhìn thấy này. Ôi, nhưng mà Dev đã bị tấn công, Dev bị tất cả mọi thứ dồn vào và anh ta đã phải nằm xuống rồi. Perfect vẫn đang quẩy, vẫn đang chặn. Piosic đứng giữa vòng vây của team địch, anh ta vẫn còn đang sống, nhưng sát thương của KT Roster đã không còn nữa rồi khi mà Dev nằm lại. Một pha chớp thời cơ rất hay tới từ Quantum Freaks khi bắt được Dev lao lên không có cớ.
Một tình huống chơi rất khổ báo đến từ bên phía của Dep. Lối chơi của Lucien sẽ tự đặt bản thân của anh ta vào cái thế cực kỳ khó. Anh ta chủ động đứng lên cao, tận dụng những cái đòn đánh tay nội tại, kết hợp cùng với đó là cái đại bác liên thanh để có thể tấn công vào cấu rỉa máu thời điểm đầu. Nhưng ngay lập tức đáp trả bằng những tốc biến đến từ Gust, đồng gồng cho mình đối cú đấm bùng nổ áp sát, và chưa kể đó là khả năng follow theo đến từ con Ari của Bulldog nữa. Đây, hãy cùng xem pha thi đấu này. Dep chỉ có đúng một cái phép trợ thanh tẩy mà thôi, và anh ta không thể nào thoát khỏi được một tình huống hồi mã thương tốt đến từ bên phía của cây Dep được cả. Và chúng ta cũng có thể thấy như áp lực ba rồng nguyên tố rồi. Rồng linh hồn rồng nước là một cái linh hồn rồng nó rất là ảo ma, nó khiến cho con bài Aatrox của Dudu gần như là bất tử ở trong tình huống giao tranh, bởi khả năng hồi phục đã tốt đến từ mẫu chất tướng như thế này rồi. Quantum đang đứng lên hơi cao, và lần này thì anh ta chưa hồi lại cho mình đã tốc biến, đã bị hạ gục, mất đi cái quyền kiểm soát về cái mặt tầm nhìn dành cho bên phía của KDF. Bên phía của Quang Đông Freak thì họ đang đẩy rất mạnh khu vực đường dưới. Đây sẽ là một cái thời cơ để cho bên phía của KT họ buộc phải chia người ra để phòng ngự. Hay liệu rằng là KT Roster họ sẽ tràn thẳng vào khu vực hàng Baron đây. Cái trụ đường dưới đang chuẩn bị bể đến nơi rồi. Mặc dù là chỉ có 3 sâu hư không thôi, nhưng tốc độ bảo công trình tới từ Aatrox cũng là tương đối đáng nể. Bây giờ là Curse biết được rằng bên phía của KT Roster họ đang ăn Baron. Trụ đã có dành cho Quang Đông Freak rồi, họ sẽ di chuyển ngược trở lại. Curse đang là người đứng đầu, Dudu đang muốn tiến tới trong thế bụi cỏ này, đã có tầm nhìn từ phía KT Roster. Họ biết được rằng không có ai cả, họ đang đứng lệch ra khu vực đường giữa, họ đang tìm đường tràn ra rồi. Người được chọn là Boon. Boon đang mất rất nhiều máu và Boon sẽ nằm lại trong cái pha này. KT tràn lên tấn công, Dudu bị bắt lại, Dudu chắc chắn sẽ nằm. Dep đang được thoải mái bắn từ đầu đến cuối. Curse dùng chiêu cuối trong vô vọng và tiếp tục là những điểm hạ gục dành cho KT Roster, họ quá thành công trong pha này. Quá là ok luôn trong tình huống tiếp cận vừa rồi đến từ Dep, và phần còn lại khả năng áp sát đến từ bên phía của Vincent. Boon gần như là không gây sát thương được ở trong tình huống đó, khi mà anh ta chỉ có chạy mà còn chạy không thoát nữa cơ. Trước cái pha vừa rồi là một cái pha mà Dep anh ta lướt lên trước mặt một con Ash có đại bằng tiễn và anh ta phải trả mạng. Và vừa rồi thì KT Roster họ cũng nhạy bén không kém khi biết được rằng vị trí đứng của đó của Boon là không hề an toàn. Biosix tình huống này anh ta sẽ bị dính hôn gió, bị tất cả mọi thứ nhồi vào, không thể tỉnh nổi. Mạng dành cho Dudu. Còn tình huống dịch chuyển đến từ bên phía của BD, phá thi đấu vừa rồi thì BSX không kịp kích hoạt cái dư chấn để có thể trâu thêm chút xíu. Perfect đang cố gắng khép góc và Quantum đã phải tốc biến, có Tatsubuno. Dep đang giữ cự ly và cố gắng cô lập được V của Quantum, sát thương trả ngược trở lại của Dep là cực kỳ lớn. Điểm hòa gục dành cho bên phía của Miro. Dudu đang cố gắng chặt V3 tốc biến của anh ta nhưng không rơi vào hư không, nó không trúng vào BD, và Dep quay ngược trở lại với một con Lucian gây hàng tấn sát thương. BD chặn đầu khép góc, Boon xoay sở không ổn rồi, trúng cái thủy ngục và đó là điểm hạ gục dành cho bên phía của Perfect. Đã có cho mình món trang bị thứ tư rồi, và Piercic lao thẳng vào và ngay lập tức là Quantum nằm xuống. Ok từ từ Piercic. Và với việc Ash của Quantum đang ở trên bảng điểm số thì cái khả năng giao tranh của Quantum Fix họ sẽ bị hạn chế đi một phần. Ôi Bulldog, anh ta đang đi đâu thế này? Chuẩn bị có quả cầu tốc độ mang tên Piercic lao tới rồi. Thêm đó là có cả Biri đang bọc đầu nữa. Bulldog đang dùng tất cả mọi thứ để có thể bỏ chạy. Anh ta bị dí vào sát tường. Đây đúng là cái thế chân tường rồi. Bấm đồng hồ câu thêm cỡ khoảng tầm 3 giây. Sau đó là anh ấy sẽ nằm. Ở cái khoảng thời gian này thì bậc thềm có được hay không đây? Rồi, bậc thềm sẽ là được. Cú thanh trừng nó phải gọi là quá chất lượng tới từ Apaka bên phía KT Roster. Và cái thế lính ở khu vực đường trên thì đang phải chờ, và Piosic đang lao vào tìm kiếm ai đó chưa. Mới chỉ tăng tốc thôi, đang phải chờ lính vào đã. Lính đã tới nơi nhưng rất nhiều bẫy. Hôn gió chính xác, chuẩn bị đạp bẫy rồi. Piosic đạp bẫy, ôi nhưng mà Boon mất nửa cây. Từ phía sau là Dudu tới, bắt người của Dep. Dep vẫn đang chống cự được, tốc biến bỏ chạy từ Dep. Dep trả sát thương ngược trở lại. Và đây là Quang Đông Freak tan vỡ hoàn toàn. Bắn vào người của Piercic làm gì? Để rồi mà Boon chỉ còn từng kia máu. Thật sự dịch là... Một tình huống dịch chuyển giữ lính đến từ bên phía của Buffett. Những nỗ lực Onin cuối cùng dành cho bên phía của KDF, khi mà họ có được một pha TP, họ có một pha tạc cảnh để có thể tiêu diệt được Dep. Nhưng sóng thần, thủy ngục và hồi máu đến từ bên phía của Biro đã tạo ra rất nhiều khoảng trống dành cho Dep để có thể phòng vệ và chủ động tốc biến ra phía sau. Dứt điểm được Boon rồi, và đây là tình huống quét sạch cuối cùng dành cho cái ván thi đấu này. Chiến thắng 2-0 nghiêng về cho bên phía của KT Roster. 30 phút là khoảng thời gian mà bên phía KT Roster họ cần ở trong cái thi đấu thứ hai. Chúng ta cũng có ông bổ content, người vui tính nhất bên phía đội hình của KT Roster và thuyền trưởng của đoàn tàu tốc hành KT, Piercic với con bài Rammus rất chất lượng.